Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Sóc Nhà mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng camera siêu nhỏ, camera ngụy trang Hotline 0395 838 345. Thì trên đây nhà mình chính là chiếc camera ngụy trang đồng hồ để bàn. Với chiếc đồng hồ để bàn này của nhà mình ấy, thì các bạn có thể để ở bất kỳ nơi đâu, như là trên bàn làm việc, kệ sách, kệ ở trong phòng khách, phòng ngủ, hoặc là trên xe ô tô đấy, để có thể theo dõi cũng như là quay lại bằng chứng chứng cứ, hoặc là quay lại những cái cuộc giao dịch đó. Và chiếc camera này của nhà mình ấy, thì nó sẽ vừa hỗ trợ quay ban ngày mà vừa hỗ trợ quay ban đêm nhá. Khi các bạn mua chiếc camera ngụy trang đồng hồ này của nhà mình ấy, đồng hồ để bàn này nhà mình ấy, thì các bạn nhận về thì sẽ có một cái hộp, bên trong sẽ có một cái đồng hồ để bàn như thế này đấy, hình dạng là hình tròn dài như thế này nhá. Đó, và nó sẽ có đi kèm cho các bạn, nó chính là một cục pin này, pin tí nữa các bạn lắp vào này, cũng như là một cái dây sạc này. Đó, và chiếc đồng hồ này của nhà mình ấy, thì mắt camera nhá, thì sẽ là mắt camera siêu siêu nhỏ này, các bạn có thể nhìn xa thì các bạn sẽ không phát hiện được nhá. Và sẽ có 9 tia hồng ngoại đen để có thể hỗ trợ quay ban đêm cực kỳ là sắc nét. Đó, và hình ảnh của chiếc camera này là hình ảnh full 4K. Đấy, có kết nối từ xa của 3-4G, có chức năng cảnh báo chuyển động, có ghi hình chuyển động, thu âm đầy đủ hình và tiếng và kết nối được qua điện thoại. Khi mà các bạn kết nối được qua điện thoại thì các bạn có thể xem từ xa, cũng như là quan sát từ xa, theo dõi từ xa, không giới hạn khoảng cách. Các bạn có thể đặt cái chiếc đồng hồ camera đồng hồ để bàn này ở bất kỳ nơi đâu mà các bạn đi ra nước ngoài, các bạn đi ra bất kỳ chỗ nào khác, các bạn cũng có thể xem được, quan sát được, theo dõi được nhá. Đó, thì ở đằng sau này này, khi các bạn sử dụng ấy, thì các bạn sẽ mở cái nắp đằng sau này ra cho mình nhá. Các bạn sẽ mở cái nắp ra đằng sau này này, thì nó sẽ có một cái chỗ để cho các bạn lắp pin để sử dụng này. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy khi các bạn mở lắp pin vào ấy, thì nếu mà cái công tắc tắt này mà nó đang ở bên on ấy, thì nó sẽ bật này. Bật này là đây sẽ là cái đèn báo tín hiệu của camera nhá. Các bạn không dùng thì các bạn tắt đi, xem giờ như bình thường nhá. Giờ ngày giờ ấy thì các bạn xem giờ nó cực kỳ là chuẩn, cập nhật theo ngày giờ, theo giờ điện thoại các bạn, nên là xem cực kỳ là chuẩn. Các bạn vừa xem camera mà ở ngoài các bạn vừa xem giờ được luôn. Đó, ở đây thì sẽ có một cái khay cho các bạn cắm thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu này, cũng như là một cái nút reset camera, một chỗ để cho các bạn cắm sạc pin đồng hồ. Đó, thì đây, nếu mà các bạn muốn sử dụng ấy, thì các bạn chỉ việc bật nút on lên và đèn này sáng. Đó, sáng lên là camera nó đã được hoạt động nhá. Và các bạn khi các bạn lắp cái ở đằng sau này vào ấy, mà các bạn thấy nó bị lỗi ấy, thì các bạn cứ yên tâm nhá. Thì nữa mình tải app về máy này, xong rồi thì mình có thể vào app tắt cái đèn báo này đi mà nó sẽ không hiện ra nữa nhá, cực kỳ là kín đáo cho các bạn này. Đó, tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt đèn ở đằng sau này sau. Đó, và đây đấy, khi các bạn cắm pin vào rồi ấy, thì đồng hồ nó sẽ hoạt động này. Đó, và tí nữa mình kết nối với app thì giờ này nó sẽ tự động cập nhật theo giờ điện thoại, nên cực kỳ là chuẩn xác nhá. Đó, thì các bạn có thể, số đồng hồ này sẽ tự động cập nhật. Và khi các bạn mua hàng của nhà mình ấy, thì nhà mình sẽ có thẻ bảo hành cho các bạn nhé. Thẻ bảo hành của nhà mình đây sẽ là thẻ bảo hành 1 năm lỗi 1 đổi 1 đổi mới cho các bạn, nên các bạn cứ yên tâm. Và khi các bạn mua hàng của nhà mình ấy, thì các bạn sẽ được đồng kiểm với shipper, các bạn sẽ được bóc hàng, kiểm tra hàng, test hàng, thử hàng, hàng chuẩn đúng như video quảng cáo này thì các bạn mới thanh toán. Trong cái trường hợp sản phẩm không đúng như mô tả, không đúng như video quảng cáo này, thì các bạn cứ hoàn trả hàng cho bên mình mà không mất một đồng phí nào cả. Bên mình thì 3 test 3 ship cho các bạn luôn này, các bạn cứ yên tâm. Và ngoài ra ấy, thì khi các bạn mua hàng của nhà mình thì các bạn sẽ còn được nhà mình tặng kèm một chiếc thẻ nhớ 64GB để cho các bạn có thể lưu trữ được dữ liệu. Đó, thẻ nhớ của nhà mình ấy, thì các bạn có thể lưu trữ tối đa trong vòng 13 ngày. Và thứ hai nữa là các bạn sẽ còn được nhà mình hỗ trợ tiền ship, free ship toàn quốc cho các bạn khi các bạn đặt hàng mua online. Đấy, nên các bạn cứ yên tâm đặt hàng. Và đi kèm theo chiếc camera này sẽ có một tờ hướng dẫn sử dụng camera siêu nhỏ bằng chữ tiếng Việt như thế này nữa. Sẽ có đầy đủ cả hình ảnh minh họa cho các bạn có thể đọc và làm theo nhé. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy này. Đó, chữ là chữ tiếng Việt này, rõ nét này, hình ảnh minh họa có đầy đủ để cho các bạn có thể đọc và làm theo. Có bạn nào mà khi đọc mà chưa biết cách sử dụng này, hoặc là
chưa biết cách kết nối thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo, hoặc là xem hết video này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc camera ngụy trang này của nhà mình. Thì camera ngụy trang của nhà mình ấy thì có cách sử dụng cực kỳ là dễ dàng. Đầu tiên thì khi các bạn đã bật nguồn lên rồi nhá, bật lên rồi thì các bạn sẽ mở điện thoại của mình ra cho mình này. Đấy, các bạn sẽ mở điện thoại của mình ra nhá. Các bạn sẽ ấn vào cửa hàng CH Play hoặc là App Store để vào ứng dụng này, tải cho mình thì ứng dụng Lookcam này về máy nhá. Ứng dụng Lookcam này thì chữ Lookcam này có biểu tượng một xanh nước biển, các bạn ấn tải về đúng ứng dụng này về cho mình. Và khi các bạn ấn tải về máy xong nhá, tải về máy, tải ứng dụng về máy xong thì các bạn sẽ ấn thoát ra này, ấn vào phần cài đặt của điện thoại nhá. Đấy, khi các bạn ấn vào phần cài đặt của điện thoại thì các bạn sẽ ấn vào phần kết nối hoặc là phần wifi để bắt tín hiệu của camera. Đó, thì tín hiệu của camera phát ra sẽ là mặc định một chữ cái in hoa đầu tiên. Tiếp theo sẽ là một dãy chữ số, một dãy chữ cái như thế này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nhá, đây sẽ là tín hiệu của camera. Đó, và khi các bạn kết nối ấy, thì máy nó sẽ hiện ra những cái dòng chữ như là internet có thể không có sẵn như thế này. Thì các bạn sẽ ấn giữ kết nối cho mình nhá, vẫn ấn giữ kết nối cho mình. Đó, và khi kết nối thành công, kết nối ok rồi thì các bạn ấn thoát ra vào ứng dụng Lookcam là các bạn đã có thể xem được rồi nhá. Đó, và khi mà các bạn vào ứng dụng ấy thì mới tải app về thì cái ứng dụng này sẽ có hiện thông báo là các bạn có cho ứng dụng truy cập vào những cái phần mềm này hay không. Thế các bạn sẽ ấn vào cho phép cho mình nhá, và gặp chữ ken ok này thì các bạn cứ ấn ken, ấn vào device online màu xanh của mình, ấn ken tiếp. Đó, thì đây thì các bạn có thể nhìn thấy này, ngày giờ tháng năm thì tự động cập nhật này. Đấy, các bạn có thể xem giờ nhá, chuẩn luôn nhá, 4:56 nhá, ở đây cũng là 16:56 luôn. Đó, cập nhật này, đây sẽ là mắt camera này. Đó, thì khi các bạn để ngang như thế này này, đó các bạn để đây để các bạn có thể quan sát được này, hình ảnh góc này siêu siêu rộng nhá. Đấy, các bạn có thể xoay ngang màn hình ra để có thể xem được to hơn, đấy, rõ hơn. Thì camera của nhà mình thì có zoom được nhá, các bạn có thể zoom để có thể quan sát kỹ hơn, xa hơn. Trên đây thì sẽ có đầy đủ ngày giờ tháng năm. Ngày giờ tháng năm này thì cập nhật theo ngày giờ tháng năm của điện thoại các bạn nên cực kỳ là chuẩn, các bạn có thể lấy ra bằng chứng chứng cứ này. Đó, khi các bạn chạm vào thì sẽ có hai thanh công cụ này. Đó, và các bạn này, lúc nãy mình có hướng dẫn là các bạn muốn tắt cái đèn này đi nhá. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái ánh sáng đây đúng không? Các bạn muốn tắt đi thì các bạn sẽ ấn vào phần bóng đèn màu xanh này. Các bạn tắt đi cho mình thì bóng đèn này nó sẽ tự động tắt đi và nó sẽ không hiện ra nữa nhá. Đấy, cực kỳ là kín đáo cho các bạn cứ yên tâm sử dụng. Ở trên đây thì nó sẽ có hiển thị tình trạng pin nhá, và bên cạnh này thì sẽ là cái độ phân giải cũng như là chất lượng hình ảnh. Các bạn có thể chọn chế độ 4K, chế độ cao nhất để có thể xem hình ảnh nét nhất, mượt nhất cho mình. Đó, và đây sẽ là chiếc camera của nhà mình nhá. Đó, đây. Và con này của nhà mình ấy, lúc nãy mình có con này của nhà mình ấy thì camera mắt lồi siêu siêu rộng luôn. Đấy, góc quay 180 độ, các bạn đi càng xa thì góc càng rộng. Đó, các bạn có thể xem, có thể để bao quát được cả căn phòng của các bạn luôn. Đó, và các bạn cũng có thể nghe âm thanh xung quanh camera bằng cách là các bạn bật to âm lượng của điện thoại mình lên, mở cái nút loa này lên là các bạn có thể nghe âm thanh xung quanh camera nhá. Thì đây là mình lắp đặt hai cái thiết bị này gần nhau nên là nó sẽ gây nên xung đột âm thanh, và khi các bạn nghe xa âm thanh nó sẽ to và rõ ràng hơn. Đó, và đây sẽ là chế độ quay ban ngày có màu này. Đó, và khi các bạn muốn quay ban đêm, khi mà tắt hết đèn, các bạn muốn chuyển sang cái chế độ quay ban đêm thì các bạn sẽ ấn vào phần bóng đèn ngửa sáng như này. Đấy, các bạn sẽ bật bóng đèn màu xanh này lên cho mình nhá. Đây, đó, các bạn nhìn thấy chưa, thì camera nó sẽ tự động chuyển về chế độ quay ban đêm. Ban đêm thì chỉ quay hai màu đen trắng thôi nhá. Đấy, hình ảnh cũng cực kỳ là nét này. Đó, rồi các bạn sẽ chuyển sang cái chế độ quay ban ngày cho mình này. Đó, đó, và các bạn cũng có thể chụp ảnh màn hình, quay phim màn hình, chỉnh sửa hình ảnh, góc ảnh nhá. Đấy, các bạn đặt camera mà các bạn cảm thấy nó bị ngược ấy thì các bạn có thể tùy chỉnh hai cái nút này cho mình này. Đấy, hai cái hình tam giác này này, mũi tên hình tam giác này các bạn chỉnh cho mình. Đó, thì là ở trong đây thì sẽ có những cái phần để cho các bạn chức năng sử dụng là như thế. Còn các bạn muốn xem toàn bộ video lưu trữ trong thẻ nhớ thì các bạn sẽ ấn vào phần crown gạch chéo SD ở giữa đây, rồi các bạn sẽ ấn vào phần
SD file bên này nhá, thì nó sẽ hiện ra toàn bộ file lưu trữ trong thẻ nhớ ở đây cho các bạn xem lại nhá. Đó, nó lưu được những cái gì thì nó sẽ lưu toàn bộ trong đây, và khi mà nó đầy bộ nhớ thì nó sẽ tự động xóa file cũ nhất và lưu file mới nhất, và nó sẽ cứ tiếp tục làm như vậy cho các bạn sẽ không phải mà xóa, cực kỳ là tiện lợi nhá. Đó. Và cái phần album bên cạnh này sẽ là cái phần mà các bạn xem những cái hình ảnh trực tiếp này, quay phim trực tiếp này, chụp ảnh màn hình, quay phim màn hình những nơi mình có giới thiệu đấy. Đó. Và thứ hai nữa là các bạn muốn kết nối từ xa, muốn quan sát từ xa, theo dõi từ xa không giới hạn khoảng cách, thì các bạn phải đạt được cho mình hai yêu cầu nhỏ nhỏ. Đó, đầu tiên thì các bạn sẽ phải đặt chiếc đồng hồ này ở nơi có tín hiệu của camera. Đó, khi mà các bạn đặt ở nơi mà có tín hiệu camera thì các bạn sẽ bắt tín hiệu wifi cho camera bằng cách các bạn sẽ ấn vào bánh răng cài đặt này, ấn vào phần wifi setting ở đây nhá. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy wifi mà camera bắt được, thì các bạn chọn tín hiệu wifi của mình, nhập đúng mật khẩu vào cho mình, ấn ok là các bạn đã bắt được tín hiệu wifi cho camera. Đó, và khi đi xa ấy, điện thoại chủ các bạn cũng phải bật mạng 3G, 4G và wifi lên thì mới có thể xem được từ xa, quan sát từ xa, theo dõi từ xa không giới hạn khoảng cách. Đó. Và thứ ba là các bạn cũng có thể chia sẻ chiếc camera này cho người thân, bạn bè, gia đình các bạn xem cùng. Đấy, bằng cách là các bạn sẽ ấn vào phần bánh răng cài đặt này này, rồi các bạn sẽ ấn vào phần device QR code nhé. Bánh răng cài đặt, ấn phần device QR code hoặc là device ID nhá, là tùy từng máy thì các bạn sẽ chọn vào đây. Nó sẽ hiện ra một cái mã code này, các bạn sẽ cho người mà các bạn muốn xem cùng quét mã code này là có thể xem chung một chiếc camera nhá. Đó. Và cuối cùng ấy thì các bạn muốn đặt nhiều thiết bị camera ngụy trang của nhà mình và các bạn muốn xem trên cùng một thiết bị điện thoại thì các bạn sẽ ấn vào phần 4 ô vuông trên góc trái màn hình này, chọn dấu cộng này này, chọn tín hiệu của các bạn sẽ chọn tín hiệu của camera của mình ấy. Đấy, các bạn chọn vào đây thì các bạn có thể xem được 4 chiếc camera trên cùng một thiết bị điện thoại. Đấy, các bạn có thể quan sát được nhiều góc, nhiều nơi, nó cực kỳ là tiện lợi. Đấy, thì trên đây cũng là cái phần mà mình hướng dẫn cũng như là giới thiệu thông tin sản phẩm camera siêu nhỏ, camera ngụy trang, đồng hồ để bàn của nhà mình. Thì bạn nào mà có nhu cầu quan tâm đến dòng sản phẩm camera siêu nhỏ của nhà mình ấy thì các bạn cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395888345 để nhà mình có thể hỗ trợ cho các bạn. Và mọi vấn đề trục trặc hoặc là mọi vấn đề cần giải quyết ấy, hoặc là chưa hiểu, chưa biết cách, hoặc là muốn tham khảo về sản phẩm thì các bạn cũng liên hệ cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo để nhà mình có thể hỗ trợ cho các bạn. Đó. Và các bạn có thể ấn đăng ký kênh của nhà mình để có thể cập nhật được thêm nhiều mẫu camera ngụy trang khác trên kênh của nhà mình. Thì trên kênh của nhà mình thì sẽ liên tục cập nhật những mẫu camera ngụy trang mới để cho các bạn có thể phù hợp với nhu cầu của các bạn. Và nhà mình ấy thì cũng có nhận độ chế camera theo yêu cầu, do nhu cầu sử dụng đến camera ngụy trang ngày càng nhiều để giám sát cũng như là theo dõi quay lại bằng chứng cứ thì các bạn cứ liên hệ cho nhà mình. Đấy, các bạn muốn độ chế camera vào những cái thiết bị điện tử như kiểu tranh quạt hoặc là bất kỳ một vật dụng nào đó, như kiểu tranh ảnh, ba lô, túi sách ấy, thì các bạn cứ liên hệ cho nhà mình để nhà mình có thể hỗ trợ cho các bạn. Giờ thì xin chào toàn thể các bạn và hẹn các bạn vào những cái video clip tiếp theo.